Ngay sau khi phát hiện chùm ca bệnh liên quan đến ca bệnh Hà Nam, bệnh nhân 2899, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp khẩn phòng chống dịch COVID-19. Báo cáo với Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, tại Việt Nam sau 34 ngày không ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng, ngay sau khi nhận được thông tin vào chiều 29 tháng 4, Bộ Y tế đã chỉ đạo ngành Y tế Hà Nam khẩn trương điều tra, tiến hành truy vết thần tốc và làm việc với lãnh đạo tỉnh, ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của Hà Nam. Với tỉnh Hà Nam, Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương truy vết, thực hiện cách ly tập trung tất cả những trường hợp tiếp xúc gần với trường hợp mắc bệnh F1, thực hiện rà soát các trường hợp tiếp xúc với trường hợp tiếp xúc gần F2, yêu cầu cách ly tại nhà. Đồng thời tổ chức khẩn trương lấy mẫu toàn bộ 1.068 nhân khẩu tại 322 hộ gia đình trên địa bàn thôn Quan Nhân, xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân. Với các tỉnh, thành phố có khách đi trên các phương tiện chuyến bay có liên quan đến bệnh nhân ở Hà Nam, thần tốc truy vết, tiến hành cách ly tập trung ngay với tất cả các trường hợp tiếp xúc gần F1 và xét nghiệm xác định nhiễm. Đối với các trường hợp F2 cần yêu cầu theo dõi và quản lý cách ly tại nhà, tuyệt đối không để bỏ sót.